Bonsai Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Huy đang có mặt ở vườn anh Liệu Gà nhé, Tiên Lãng, Hải Phòng quý vị nhé. Thì quý vị nhắc tên anh Liệu Gà thì quý vị biết là vườn anh Liệu rất nhiều cây cổ và cái khuôn viên của anh rất đẹp quý vị nhé. Khuôn viên anh trang trí này, những cái bể đá, rồi những cái hòn đá nghệ thuật, rồi những cái cây giá trị của vườn anh, tạo cho cái không gian cực kỳ đặc biệt quý vị nhé. Thì bà Sa Huy sẽ quay cho quý vị một số những cái tác phẩm đặc trưng ở vườn anh, những cây cổ, cây quý của anh. Đầu tiên là một cái tác phẩm cây xanh giáng long, một cây long cổ, một cây có cái bệ quá đẹp quý vị ạ. Quý vị chiêm ngưỡng một cây cây long này, chỉ có cây tuổi chậu thôi, chỉ có cây già mới có cái bệ này, bệ như một cái quả núi quý vị ạ. Như một quả núi nhưng mà lại không thô quý vị ạ. Bệ rất đẹp, một bệ quý, một bệ cây chỉ có hàng cốt chậu mới có những cái bệ quý này. Già quá quý vị ạ. Quá già, quá già. Đây là những cây giá trị ở trong vườn anh Liệu quý vị nhé. Thì kính thưa quý vị là Bonsai Đức Huy chia sẻ vườn anh Liệu, thì anh Liệu cũng mang mấy tác phẩm quý đấy đến triển lãm Tiên Lãng quý vị nhé. Thì nhưng mà vườn anh thì vô số những cái tác phẩm quý, nhiều lắm quý vị ạ. Và bể đá cổ rồi thì cái nét trang trí, những cái hòn đá nghệ thuật này nhìn vào cũng có hồn quý vị ạ. Những cái nét chơi rất là hay. Và quý vị nhìn này, quý vị nhìn hòn đá đẹp không này quý vị này. Đặt đây quý vị ơi, nhìn những hòn đá nghệ thuật quý vị nhé. Một vườn cây rất là đặc biệt quý vị ạ. Những cây bonsai tầm trung của anh quý vị ơi. Anh Liệu thì là vua cây cổ ở dưới Tiên Lãng này rồi. Hết sạch những cái mũi từ rồi, khi ngắm những cây cổ này. Cây cổ là cái nét đẹp mang cái bản sắc của Việt Nam, mang biệt bản sắc của cây thế Việt Nam. Các nghệ nhân, các cụ, các ông cha ta đã
đã gửi gắm vào vào cây cổ rất nhiều những yếu tố nhân văn ở trong đó. Anh Liễu ơi, em chào anh. Em chào anh nhá. Hôm nay lại đến thăm vườn anh. Ok em, buổi Vâng. triển lãm anh em mình về gọi là thăm vườn anh tí được Vâng, không? bắt Trưa tay anh nay đi ạ. ăn cơm anh. Vâng. Đấy, kính thưa anh là Liệu là quý vị khán giả là vườn anh Liệu đang mùa mùa thu, mùa cắt dăm lọc lá là rất là thưa thoảng và đẹp. Hôm nay Bonsai Huy lại trở lại để ghi hình cho quý vị. Mời anh em mà có cái dịp nào về Tiên Lãng thì về vườn nhà mình chơi. Vâng ạ. Trên anh em trên cả nước về chơi rồi là ngắm cây. Vâng. Đấy, anh Liệu cũng có lời mời quý vị. Thì quý vị về Tiên Lãng thì qua tham quan vườn anh Liệu. Và quý vị ơi, tiếp theo một cây xanh giáng long nữa quý vị nhé. Đây là một cây long rất đẹp quý vị ạ. Cây long được xé tán làm theo lối tản vân. Và các cung, các chi rất đẹp. Và các chốt đóng chuẩn chỉ. Cổ ngọn rất đẹp. Cây đã được xé tán rồi quý vị nhé. Cây cao khoảng đâu đó khoảng mét mét ba gì đó quý vị ạ. Đẹp quá. Và đây. Toàn cây cổ thôi quý vị ạ. Toàn cây cổ giá trị thôi. Những cái nét hóa hay quá quý vị này. Mỗi cây một vẻ, cây nào cũng cho quý vị một cái cảm nhận về nghệ thuật riêng, một cái nét đẹp riêng. Đây, quý vị nhìn này, quý vị nhìn cái đường trườn của cái thân bệ của tác phẩm. Và cây đang ra cái bộ tàn mới rất đẹp. Đây, nhìn mặt này quý vị mới cảm nhận được cái chiều sâu này. Nhìn thấy không gian vườn cây nông thôn rất là bình dị. Đây là vườn cây của anh quý vị nhé. Còn là tư gia của anh thì ở ngoài mặt phố cơ. Một vườn cây, một cái khu thư giãn của anh. Những lúc rảnh rỗi, những lúc mà được nghỉ là anh về đây ngắm cây. Hòn đá đẹp thế nhỉ. Hòn đá đẹp quá anh Liệu ạ. Hòn đá tự nhiên đẹp thế thật. Đây là đá ở Hải Phòng anh. Đá này là đá núi voi đấy. Vâng, đuôi quý vị này nhìn này. Một hòn đá tự nhiên nhé. Đây. Thuận buồm xuôi gió đấy. Đây cũng đá núi voi anh. Không, đây là đá ở trong Ninh Bình. À, sao lại có cái đá nó lại như này anh nhỉ? Nó kết hợp mà nhỉ anh nhỉ? Con này nặng 15 tấn đấy. Ui. Cả bệ là 15 tấn. Cái này nó gọi là đá gì anh? Đá thạch anh hay đá gì? Thạch anh. À, đá thạch anh đi hả? Ui rồi ôi quý vị này. Khiếp thật. To lắm, 15 To, 15 tấn này. Đây, bác Sa Huy trở lại cây cảnh cho quý vị. Ngắm đá của anh cũng 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 thích rồi. tấn. Đây. Cây quý quý vị nha. Đây quý vị nhìn này, quá nhiều này.
quá nhiều những cái tác phẩm quý. Thế qua quý vị nhìn ngắm một cái tác phẩm quý của vườn anh Liệu này. Anh Liệu ơi, cây này đã có tên chưa anh? Có tên rồi đấy, Mặt Trời Quê Hương. Mặt Trời Quê Hương anh. Quý vị, một cây tầm đại quý vị nhé. Một cây tầm đại. Form dáng rất đẹp. Một cây nhìn rất là bắt mắt quý vị nhé. Cây cao từ mặt chậu lên khoảng 1,5 m. Nhìn thân pháp thì thôi rồi đúng quý vị ạ. Bị cảm nhận này. Một cây quý, một cây giá trị ở trong vườn anh Liệu. Mà cái giá trị như nào thì quý vị cảm nhận được. Cảm nhận ngay từ cái chân bệ. Hay trừ những cái chân bệ móng rồng hết rồi. Bò và đá không biết từ bao giờ này. Ui giời, nhìn cái nét dễ nó bò và đá thích quá này quý vị này. Lần trước bonsai Huy xuống thì cây đang nuôi rậm, nhưng mà lần này nhìn nhìn anh cắt lọc thưa thoáng, nhìn đã quá quý vị. Đây là một tác phẩm quý ở trong vườn anh Liệu, một trong những tác phẩm quý nhất vườn của anh. Anh ơi, cây này chắc chưa đi chơi đâu hả? Chưa. À. Đây, cái thưa quý vị là cây này là anh Liệu chưa cho đi chơi nhé. Còn cây này thì nếu ra sân chơi thì sẽ gây được cái tiếng vang. Đây quý vị nhìn này, bóng dáng một cây rất đẹp quý vị nhỉ. Đẹp lắm luôn đấy. Bởi vì cây nhìn là toát cái thần thái của cái tác phẩm quý. Thì cái thần thái của cái cây cây đẹp cây quý nhìn nó hút hồn người thường lạ. Đây là cũng tác phẩm nếu ra sân chơi cũng là những cái tác phẩm quý trong số những cái tác phẩm tại nền cây cảnh Việt Nam. Cây rào hóa thạch cho quý vị ạ. Để quý vị này nhìn này. Cảm giác là già, không thể già hơn được nữa. Khủng khiếp luôn đấy. Mẫu đơn anh. Mẫu đơn hai thân. Thoát thân đẹp anh nhỉ. Cái này thoát thân là hơi mét. À, mới đến 1 mét thì chia cành. Còn đến bóng thì hơn mét. Anh ấy nhìn cái độ tuổi. Cây này anh sở hữu lâu chưa mà cái cây này? Cây này thì anh mua được cũng phải 6 năm. Mua lại người ta đấy. Thế 6 năm. Tuổi khủng khiếp nhỉ. Tuổi già. Nhìn là tuổi. Lứt hết rồi đấy. Đây này, già này. Lứt hết rồi. Già còn lứt cả da này, bong chóc hết rồi này. Đây nhá. Cái lớp địa lớp biểu bì đây, bong ra, còn lớp trong này còn cũng già đã già này này quý vị. Ôi giời ơi.
khủng khiếp. Đây quý vị nhìn này, vườn anh còn rất nhiều nha quý vị nhé. Cây dưới này. Anh Liệu có hai cây dưới nhỉ? Có hai cây dưới. Đây là một tác phẩm dưới. Nó còn chuẩn bị đến tác phẩm dưới thứ hai này. Cây này anh đang xây dựng. Cây này của anh cũng đặc biệt. Cái này là cái dưới đặc biệt. Dưới rất rất to của anh Liệu nha quý vị nha. Cái này cao hơn 2 mét cơ. Quý vị đến gần để xem tác phẩm dưới này. Một cái dưới được cấu trúc rất nhiều thân và đã hóa và quện vào nhau rồi. Bây giờ thành một khối rồi quý vị ạ. Quý vị cảm nhận này. Đây là một cái tác phẩm, một cây cổ nữa. Vua cây cổ ở Tiên Lãng này rồi. Nhìn cái nét cây cổ thì quý vị cảm nhận đấy. Nó là bản sắc của cây thế Việt Nam rồi. Nó mang cái hồn khí của cây cảnh Việt Nam. Thưa quý vị, là theo thời gian và thì cái giá trị của cây cổ thì thưa quý vị là được mọi người coi trọng nhiều hơn và chắc chắn là sẽ càng ngày càng có những cây cổ nhiều người sưu tầm, nhiều người sưu tầm thì mà thưa quý vị là cây cổ cũng không có nhiều quý vị nhé. Thì quý vị nếu có những cây cổ thì quý vị cứ ý thức gìn giữ. Còn cây cổ là giá trị lắm quý vị ạ. Quý lắm quý vị ạ. Mà ai có ý thức thì sưu tầm cây cổ thì quý vị cũng sẽ nhanh tay để tìm cho mình những cái cây cổ mà ưng ý. Còn theo thời gian thì cái giá trị cây cổ thì chắc chắn là sẽ rất là cao. Còn rất nhiều quý vị nhỉ. Vườn anh Liệu thì đây quý vị nhìn này. Xa xa còn rất nhiều cây cổ nữa. Rất nhiều những cây cổ có giá trị. Ông Bà Sa Đa Huy thì chia sẻ cho quý vị một số những cái tác phẩm đặc trưng ở vườn anh, những cây đặc sắc ở vườn anh cho quý vị yêu chơi cây trên cả nước được chiêm ngưỡng. Thì Bà Sa Đa Huy lần sau đến thăm anh thì lại chia sẻ cho quý vị những thay đổi vườn anh. Đây, kính thưa quý vị. Vậy nhìn lại một khung cảnh nữa. Ôi anh Liệu ơi, bây giờ em mới để ý này. Anh này có cái xe biển đẹp này. Xe anh này, gì? Anh mua cho vợ. Thế á? Đây quý vị nhìn này. Xe Huy đang định dừng video mà thấy cái biển xe đặc biệt quá. 5 con 1. Tổng là 7 con 1. 1, à, vâng. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vâng. Đúng biển Tiên Lãng luôn đấy. Vâng. 7 con 1. Vâng.
chính chủ. Đẳng cấp đấy. 7-1. Vâng. Anh ơi, hôm nay đến thăm anh nhá. Ok. Em chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe nhá. Ok. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cứ loanh quanh ở đây chơi á. Vâng vâng, đi ok anh. Chơi. Ok anh nhá. Đi anh em đi chơi. Vâng, và số vườn ở đây nhá. Vâng ạ. Và Sa Đô Huy xin chân thành cảm ơn quý vị nhé. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.